Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Mình là Linh. Hôm nay là một ngày Hà Nội mùa đông nhưng mà rất là nóng bức. Mình đang có mặt ở đằng sau này là nhà thờ lớn Hà Nội. Và hôm nay có sự giúp đỡ của hai trợ lý của mình, đấy là Trinh và Sơn. Nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem một ngày chiếc Omo Pocket này làm được gì nhá. Và điểm dừng cuối cùng của chúng tôi đang ở hàng mã. Sau buổi trải nghiệm chiếc Omo Pocket này thì chiếc Omo Pocket của tôi vẫn còn khoảng 20% pin, một con số khá là ấn tượng. Mong rằng tất cả các bạn đã có những bình luận và đánh giá về hiệu năng cũng như chất lượng hình ảnh của chiếc Omo Pocket này. Có bất kỳ bình luận và câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại bên dưới. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Đây là Tokyo Camera và mình là Bá Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.